Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Kitten Melvin. Hôm nay mình quay video về bé Melmin. Tại sao bé Melmin lại ngồi trong góc vậy ta? Bé Melmin bé đang nhìn một con gà. Mình không dám chơi với con gà luôn nha. Ánh mắt của nó cho nhìn thấy rất là hài hước. Ngoài sân thì có một con gà đó, bé gà đang đi đến làm cho bé mèo Min bé không dám đi ra ngoài luôn. Mình sẽ gọi con này, nó là con gà Bella. Wow, du cánh luôn đó.